xa xăm cuối trời, sau dãy đồi nước lên nắng vàng đang hấp hối. Ngày mùng màng rồi tàn người áng mây, gió đông đưa đi khắp lối. Anh lặng im nghe tim mình đập có bình yên nào đã trốn đây. Một chút kỷ niệm, chút hơi ấm còn vương lại trên cả ngón tay. Từ lúc nào anh đã thôi không muốn chỉnh tề vì vẫn đang cô đơn. Em bận với những riêng tư cuộc sống vui cười môi điểm trang tô son. Anh vẫn một mình, vẫn thường xuyên ghé ngang qua bưu điện hay tới thư viện để tìm lại những hình ảnh trong anh.